Thái chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Thái đang có mặt tại Kinh Tư nha mọi người. Hôm nay Thái sẽ dẫn mọi người đi lại cái điểm câu huyền thoại trong mấy tập trước Thái có câu á mọi người. Dính cá rô rất là nhiều luôn. Cái điểm câu rất là quen thuộc nha mọi người. Nằm quen cái con kinh mé ruộng. Trong mấy tập trước Thái câu dính cá rô khủng khủng hơn mọi người. Hôm nay thì Thái sẽ quỳnh ở đây câu tiếp nha. Mồi câu thì vẫn như thường lệ thôi. Mồi trộn thì mồi cám quỳnh khoa. Đây, cái mồi này mình vừa trộn vừa câu được luôn nha mọi người. Nhưng mà hôm nay Thái đem theo chủ yếu là Thái xả lỗ cho cá nó gom nha. Mồi thứ hai thì mồi dế. Mồi này là mồi câu chính nha mọi người. Cần câu thì hôm nay đem theo 3 cây nha mọi người. Vẫn là những cây câu quen thuộc thôi. Cán đột biến. Lưỡi câu thì Thái câu cái lưỡi câu dũa mọi người. Lưỡi câu dũa số 3.5. Chì nè, đi hai cục chì luôn. Phao thì phao 3 màu. Rồi ok, bây giờ Thái tiến hành câu nha mọi người. Em đầu tiên nha mọi người. Ngon lành. Ok, xuống lại nè. Đó, 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 kéo, kéo, kéo. Kéo. Đĩa mọi người ơi, đó 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 đó, kéo kéo đây, ngậm ơi, ngậm ngậm cái này bự, con này bự, con này bự. Không dính mọi người. Trời ơi, ơi, kéo kéo. Kéo mày. Em tiếp theo nha mọi người. Trời ơi, ăn 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 ăn. Ăn ngã thao mọi người. Vừa kéo gần. Ơi. Lên bờ. Ồ, cá rô này đẹp nha mọi người. Cá rô cực kỳ đẹp luôn. Hồi nó kéo càng câu nó ngã luôn. Thôi, nó mới kéo càng câu quá ngã luôn rồi. Còn. Còn. Ui, lên hàng nha mọi người. Thái bỏ càng câu đây, tính lấy càng câu nhỏ đi câu. Mà nó kéo luôn chứ. Ok, để Thái gỡ ra nha. Đó, 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 đó. Trời ơi, trời, xảy nó rồi mọi người ơi. Xuống lại cho mọi người, cái nhỏ kìa. Người ăn nè. Đi ra. Tình hình ở cái điểm này bây giờ cá nó ăn chậm quá trời chậm luôn mọi người. Bây giờ Thái đi ra ngoài cái đầu ngoài đó câu nha mọi người. Ok. Xuống lại nha mọi người. Kìa, ăn kìa. Ăn nè. Mập lù luôn nè mọi người. Quá phê. Nè. À, lên
tim lên tim lên tim bự 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 ghê kéo kìa. Nè 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 kéo nè. Gù nái mọi người gặp rồi. Cái đẹp cho mọi người. Phê. Xuống lại này. Đó 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 ăn đó mọi người. Đó đó đó, rồi, kéo nè, kéo nè. Kéo nè. Dạ. Cái câu đẹp cho mọi người. Vàng khè luôn. Xuống rồi nè. Đó đó đó, kéo mọi người. Ơi ơi ơi. Bự. Trời ơi. Nè. Ơi 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 ơi. Bự bự bự, con này bự mọi người. Ơi con này bự. Trời ơi. Đó 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 đó. Kéo nè, kéo nè. Kéo. Kéo kìa. Nó nó kéo. Bự mà. Con này bự. Con này bự trời ơi. Hello mọi người nghe, Thái mới vừa đổi qua cái điểm mới nha mọi người. Cái điểm này trong mấy tập trước Thái với Trinh cũng có câu hết một lần đó mọi người. Hôm nay nước hơi cạn nè. Được rồi, đang câu ở trong này dính quá trời dính luôn cái trời mưa. Cho nên Thái với Trinh dọn đồ về. Nó địa hình nhìn rất là ok luôn mọi người. Trong này hầu như là không có ai câu luôn á. Cá phi nổi rồi mọi người. Cá phi đang nổi, nó đang ăn rau muống á mọi người. Chỗ này là cá phi cực kỳ nhiều luôn á. Đây là cái đường nước thoát ra nè. Nước chỗ này nó sâu. Vì thế thấy sẽ câu chỗ này nha mọi người. Rồi ok. Xuống lại nha mọi người. Lên tim rồi, lên tim rồi. Cá đang vô mọi người, lên tim quá trời luôn kìa. Đó, đó. Nè, nè, nè. Lên tim nè. Cá gô nha mọi người. Ok, xuống lại nha. Đây, bỏ xuống ăn luôn. Đó, kéo rồi mọi người. Hey. Kéo này. Cá con non mọi người. Kéo nè. Hơi cá phi. Cá phi nhỏ mọi người ơi. Cá phi. Mày dính không? Nè mọi người. Cá rô đồng vàng khè luôn. Có hàng nữa đó. Thả lỗ trong nha mọi người.
cá rô mọi người. Cá rô vàng khe luôn, mập lù. Ok, xuống lại nè mọi người. Kìa kìa kìa, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Kéo. Rồi, sấy nữa rồi. Sấy hoài luôn. Một em cá rô. Thái mới vừa đổi cái lưỡi nhỏ. Nè, ăn đi. Đó, 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 đó. Ui. Đó. Cá nhỏ, cá nhỏ, cá nhỏ. Lụ luôn nha mọi người. Đó. Cá rô đồng chính hiệu luôn. Ok, xuống rồi nè. Đó, 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 đó. Kéo nè. Ủa, cái mày dinh. Ở trong đây cũng có cá mà dinh đó mọi người. Cá mà dinh mọi người. Xuống lại này. Kệ ăn kìa. Kéo. Kéo nè. Cá rô. Cá rô non. Cá bự lại, cá bự lại. Cá bự lại nha. Đó, 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 đó. Đó. Cá rô mọi người, cá rô lại. Nè. Cá rô đồng chính hiệu. Lên mập lù hú nu nè, ăn nữa kìa. Ô, có tìm, có tìm, có tìm là có cá nha mọi người. Lên nè, rồi cá trắng mọi người. Cái mày dinh. Cái mày dinh nha. Ok, xuống lại nào.
cargo. Cargo nó kéo cái phao nó chạy te 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 luôn mọi người. Đó, ăn kìa, ăn kìa. Đó. Đó, trời ơi. Ok, xuống lại nha mọi người. Nè. Ơi sảy không xuống lại nè, đó chạy quỷ đá. Lên nhẹ nhàng nha mọi người. Này điểm gì đâu mà bỏ xuống cái lụm mọi người nữa kìa. Đó tìm lên kìa. Rồi, tìm lên rồi. Dữ lắm rồi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Xuống rồi nè. Lên không? Cá rô non. Cái này đem về chiên dọn nguyên con mọi người ơi. Xuống tìm rồi, tìm nè, không biết con gì luôn mà tìm ra nó chạy rồi, đó, cái chê vậy đó, cái chê mọi người ơi, kỳ vậy. Cái chê luôn nè, cũng chính đi nè mọi người, xuống nè, kìa nữa. Chạy rồi xảy luôn, thấy bữa luôn mọi người, xuống rồi nè, rồi ăn bự rồi. Ôi, cá mì dinh. Cái mì dinh mạnh kia luôn nha mọi người.
cargo bành kỳ mọi người ơi. Cargo đực nha mọi người, nó giật. Nó ớm mà nó giật sọc hả. Con này đem về ăn muối ăn nha mọi người. Nè, cargo đực nó dày nè. Xuống nè. Đẹp ghê chưa? Đấy, đấy. Trái, trời ơi. Xuống lại nè. Kéo ra, kéo ra. Nó, nó. Kéo. Kéo nè, trời ơi, trời. Nè. Rồi ngã phao luôn. Ngã phao luôn. Ôi, trời ơi, mày dính. Mày dính bự mọi người ơi. Mày dính bự nha mọi người. Nè. Xuống này. Hồi nó kéo phao cả không hay luôn mọi người. Nè. Cô đẹp ghê không? Nhanh quá nhanh. Hiện tại thì bây giờ cá nó cũng hết ăn rồi mọi người ơi. Đây là thành quả của một ngày câu cá của Thái nè mọi người. Đó. Hồi sớm này Thái mới đổ nước ra, Thái quay cho mọi người xem nè. Hôm nay dính cá cũng bự không nha mọi người. Cái gô nè. Đó. Cá trắng. Một đống cá gô luôn mọi người. Rồi ok, Thái hẹn mọi người cho video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Thái nhớ like, đăng ký kênh nha mọi người.